danh ca Ái Vân. Tôi uống thuốc ngủ tự vẫn vì đời tư quá bi đát, không còn lối thoát. Ái Vân được biết đến là một nữ danh ca nổi tiếng tại hải ngoại lẫn trong nước, gắn bó với Trung tâm Thúy Nga và diễn chung đầu tiên với nghệ sĩ Chí Tài. Tại chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ trên kênh Jimmy TV mới đây, danh ca Ái Vân đã tâm sự chuyện đời của mình. Ba tôi kinh doanh giỏi, hâm mộ mẹ tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ và họ hàng theo nghề nghệ thuật. Em của bà ngoại tôi chính là nhạc sĩ Canh Thân nổi tiếng, mẹ tôi là ca sĩ Ái Liên. Mẹ tôi từ nhỏ đã hát tân nhạc, được học đánh trống, đàn kìm và nhảy xiếc hài. Thời gian đầu sự nghiệp, mẹ tôi hát nhạc ngoại lời Việt, sau này mẹ tôi đi theo con đường hát cải lương. Sau khi kết hôn với ba tôi, hai ông bà lập nên gánh hát Ái Liên. Mẹ tôi là người Bắc nhưng lại hát bằng giọng Nam, từ tân nhạc đến cải lương. Hồi đó, tôi nghe mẹ hát thấy ngộ lắm, nhưng dần thì lại thấy hay. Sau năm 1954, mẹ tôi đi theo các đoàn cải lương Nam Bộ. Chính vì thế nên ngay từ khi biết hát cải lương, tôi đã hát bằng giọng Nam. Ba tôi là người ái mộ nghệ thuật nhưng lại không hát được câu nào đến nơi đến chốn. Ông rất hâm mộ mẹ tôi cũng như giới nghệ sĩ. Bản thân ba tôi lại là người kinh doanh giỏi. Ông sống năng nổ, giao tiếp rộng, lăn lộn từ Hà Nội vào Sài Gòn, buôn bán, làm ăn. Nhờ đó nên mẹ tôi có được bệ phóng vững chắc để làm nghệ thuật, theo đuổi sự nghiệp ca hát. Trong nhà tôi, ba tôi giống như người quản lý tài ba, biết cách giúp mẹ tôi có được môi trường hoạt động nghệ thuật tốt. Tuy ba tôi vào Nam làm ăn và mẹ vẫn ở Hà Nội và tôi được lớn lên, sinh trưởng tại mảnh đất thủ đô, nhưng thời còn đi học, tôi vẫn được nghe các đĩa nhạc của nghệ sĩ miền Nam như Thanh Kim Huệ, Út Trà Ôn, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thành Được. Tôi hay lên hội văn học nghệ thuật chơi để được các chú ở đó bật nhạc cho nghe. Tôi uống thuốc ngủ để tự vẫn. Sau năm 1975, tôi mới lần đầu được vào Sài Gòn. Trên đường đi, tôi được ghé qua các tỉnh miền Trung, gần như đi xuyên Việt trong 4 ngày 3 đêm. Lúc tới cầu Hiền Lương, tôi xúc động vô cùng vì không bao giờ nghĩ một cô bé sinh ra tại Hà Nội cũng có ngày được đứng trên những nhịp cầu lịch sử nối liền Bắc Nam như thế. Sau đó, tôi thấy thương vì đất nước còn nghèo khổ quá, mọi người đều khó khăn, chạy khắp nơi. Tháng 11 năm 1990, tôi được Bộ Văn hóa cho sang Đức du học về ngành đạo diễn sân khấu nhạc nhẹ. Tôi rất trông đợi vào chuyến đi này để được học hỏi. Tôi không thể cứ là nghệ sĩ trình diễn mãi được. Tôi muốn làm một cái gì đó lớn lao hơn khi giải nghệ, được làm đạo diễn tạp kỹ chứ không chỉ đi ca hát. Trước đó, tôi cũng được một giải thưởng lớn về ca hát bên Đức. Ngoài việc được học hỏi, tôi còn muốn đi Đức ngay vì câu chuyện đời tư, hôn nhân của tôi khi ấy đang ở trong đau khổ. Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đó. Tuy nhiên, vì một số sự cố nên tôi chưa đi được, bị hoãn lại. Nhận được tin, tôi tự vẫn vì chuyện đời tư quá bi đát, không còn cách giải thoát, lựa chọn nào khác. Tôi uống thuốc ngủ để tự vẫn. Rất may, bà vú phát hiện ra rồi đưa đi bệnh viện rửa ruột. Bà tôi thấy thế mới bay từ Sài Gòn ra Hà Nội nói chuyện và tôi được đi du học Đức. Ái Vân, đóa hồng trong bão. Ba ông chồng tuổi Dần. Tôi tuổi Giáp Ngọ, gặp cả ba ông chồng đều tuổi Canh Dần năm 1950. Đấy là sự lạ. Dường như trời sai hai ông chồng đầu cho tôi biết thế nào là khổ đau, rồi sai ông chồng thứ ba cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Tôi lần lượt đi qua những mối tình hờ, tình căm, tình con nít. Kết cục chỉ để lại tiếng linh tinh, chứ chẳng được gì. Cho đến năm 1970 hay 1971 gì đó, Hà Nội có một sự kiện văn hóa đặc biệt. Nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng thế giới Marcel Marceau từ Pháp bay sang biểu diễn tại nhà hát lớn. Tôi may mắn được xem chương trình của Marcel Marceau, được chiêm ngưỡng thì đúng hơn. Chưa bao giờ xem một tác phẩm nghệ thuật mà tôi rạo rực, ngây ngất đến vậy. Từ khi ông rời Hà Nội, tôi những mong ông trở lại. Nếu không thì học trò của ông, đồng nghiệp bộ môn kịch câm của ông trở lại, để tôi được chiêm ngưỡng lần nữa. Mơ được ước thấy, chàng trở về.
vào giữa năm 1976, tự nhiên Hà Nội lao sao có một anh chàng đi học Nga về, diễn kịch câm hay lắm. Hai tiếng kịch câm làm tôi háo hức bồn chồn. Nghe nói sẽ có một buổi báo cáo ở nhà hát lớn, tôi thích lắm, phải đi xem cho bằng được. Giống như sau đêm diễn của Marcel Marceau, tôi cũng lặng người đi sau đêm diễn của chàng. Tôi bị chàng hớp hồn và đổ đánh rầm kể từ đêm diễn ấy, khi mà chàng chưa biết tôi là ai. Sau đó chàng diễn báo cáo một số nơi, trong đó có trường nhạc, nơi tôi đang học. Chẳng hiểu vô tình hay duyên số, chương trình ở trường nhạc, chàng có nguyện vọng muốn tìm một MC theo phong cách kịch câm. Được lời như cởi tấm lòng, con bé mê kịch câm thích thử nghiệm xung phong ngay. Để ra dáng một MC kịch câm, chàng phải dạy cho tôi vài động tác. Gặp và nói chuyện với chàng, lần đầu tiên trong đời tôi đã bị tiếng sét ái tình. Sau đó tôi cứ lẻo đẻo theo chàng, vừa làm MC, vừa diễn cùng chàng. Dần dà, tình yêu nảy nở trong công tác, tôi và chàng phải lòng nhau. Đúng ra đến lúc này, chàng mới phải lòng tôi. Năm 1977, chàng đi Nga học 2 năm. Trước khi chàng đi học, hai gia đình tổ chức lễ đính hôn. Mọi người khen chúng tôi đẹp đôi nhất Hà Nội. Có ngờ đâu, chàng và nàng đang dắt nhau vào một chương đầy nước mắt. Năm đầu yêu nhau da diết, chàng ở Nga viết thư đều đặn mỗi tháng 2 lần. Sang năm thứ 2, tự nhiên thư chàng thưa thớt một cách đặc biệt. Đùng cái, anh trai tôi học ở Kiev viết thư về kể. Em coi chừng, nó ở bên Nga đang nợ nần lôi thôi lắm. Hoảng hốt, tôi tìm cách kiểm chứng thông tin thì biết rằng sang Nga, chàng tiêu xài kinh lắm, cứ như đại gia. Viết thư cho chàng xem thế nào, 3 tháng sau không thấy hồi đáp. Khóc một trận rồi gạt nước mắt, quyết định dứt khoát phải chia tay. Tháng 9 năm 1979, tôi sang Nga tham gia chương trình Mùa Thu Vàng, dự kiến gặp chàng để nói lời chia tay. Gặp nhau, chàng cứ ngồi thuyết phục rồi nói, tình hình này học xong là mình cưới ngay, để lâu lời ra tiếng vào khó giữ được nhau lắm. Con gái 25 tuổi nghe nói cưới, ai cũng mừng, tôi đồng ý liền. Cưới nhau ngày 16 tháng 12 năm 1979. Năm 1980, ra Tết, hai đứa dọn về nhà bố mẹ chồng. Một hôm, em trai chàng về nhà khóc lóc. Các cụ lôi vào phòng tra hỏi, cậu em bảo phải đi vay tiền để trả nợ cho chàng. Tôi hoảng lên tra hỏi chàng số tiền nợ bên Nga là bao nhiêu. Chàng cứ quanh co mãi, cuối cùng mới vỡ lẽ ra chàng nợ gần 2 vạn rúp. Tôi chết sững như rơi xuống vực thẳm. Trả nợ liên tục cho đến cuối năm 1982, tôi được mời dự Festival Dresden năm 1982 với tư cách khách mời danh dự, rồi sau đó diễn vòng quanh nước Đức. Chương trình kéo dài 2 tháng, sau đó tôi được mời qua tiếp Ba Lan biểu diễn. Sau mấy tháng đi biểu diễn xa nhà, đến cuối tháng 11 năm 1982 thì tôi về nước. Về phòng hai vợ chồng, vừa mở cửa tôi sững lại. Có gì đó rất lạnh và rất trống ập vào ngực tôi. Khoảng 10 giờ hôm sau, ba tôi và Ái Xuân đi sang. Ái Xuân vào phòng tôi thì thầm, có bất kỳ thứ gì đáng giá thì mang về nhà ngay lập tức. Ổng nợ khắp Hà Nội rồi chị ơi, hết 1,7 triệu. Sét đánh ngang đầu tôi, vàng lúc đó 1 chỉ 80 đồng, 1,7 triệu nó khủng khiếp đến thế nào. Phải ly dị thôi, tôi quyết định. Theo thủ tục của tòa, chúng tôi phải gặp nhau hòa giải. Cuộc hòa giải êm thấm, chúng tôi ngồi nói chuyện, cuối cùng chàng hiểu ra và chấp nhận. Cuộc chia tay lặng lẽ và lịch sự. Chia tay với chàng tập 2, tôi mệt mỏi đến mức coi hôn nhân lần nữa là chuyện điên rồ, không bao giờ dám nghĩ tới. Lúc này tôi đang ở Đức. Tôi có cô con gái nuôi tên Hằng ở Munich. Năm 1989, sang Đức tập huấn vừa lúc bức tường Berlin đổ, Hằng chạy sang Tây Đức và ở Munich luôn. Trong lúc nói chuyện với Hằng, tôi ngỏ ý muốn tập lái xe. Hằng bảo, con biết một chú có thể giúp được nhưng mẹ phải về Munich. Một lần, Hằng gọi điện và cho tôi nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với thầy giáo tương lai. Hằng bảo, chú ấy đang buồn lắm vì vừa chia tay hôn thê. Khi biết tôi muốn nhờ giải lái xe, chàng đồng ý ngay. Lần đầu gặp, thấy chàng thật hiền, ít nói. Chàng cũng đã biết tôi. Tôi chỉ biết chàng đang làm giám đốc kỹ thuật của SBEA, một hãng chuyên về IT. Cứ như vậy rồi dính nhau lúc nào không biết. Một bữa cơm tối khi đã đủ tin cậy và quyến luyến, được chàng hỏi han và khuyến khích, tôi đã kể về quãng đời đã qua, hoàn cảnh hiện tại,
nỗi nhớ nhà, nhớ con. Trong câu chuyện, nhiều lúc không thể nén được cảm xúc, cứ khóc. Chàng lặng đi không nói, chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay lên tay tôi, giọng ấm áp. Đừng buồn, bây giờ em đã có anh, mình sẽ cùng chia sẻ với nhau tất cả. Chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi, tôi xúc động nhận ra đây chính là người mình muốn tìm. Ông trời, lần này tôi đã không lầm. Hôm cưới cảm động nhất là tuy ở bên Đức có một mình, nhưng cuối cùng tôi cũng có hẳn một đoàn đại diện nhà gái. Đó là chị Thúy của Trung tâm Thúy Nga với vài người bạn ở Pháp sang, vợ chồng anh Thành, Thảo ở Munich, Giàu và Bích ở Berlin cũng về. Điều đó khiến tôi được an ủi rất nhiều.